Âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, vào thời điểm này là buổi sáng 9 giờ 25 phút buổi sáng ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018. Cửa hàng Âm thanh Hạnh rất vinh dự lại được đón những đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau. Vâng, hiện diện tại cửa hàng thì có 3 đoàn khách khác nhau. Vâng, đến từ các tỉnh thành. Vâng, vị khách đầu tiên mở hàng của buổi sáng ngày hôm nay là anh Bùi Mạnh Cường. Vâng, anh Bùi Mạnh Cường và cùng cô con gái của mình. Vâng, về tận cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh sắm cho mình một cặp bốt 464 và một chiếc lọc ma răng B301. Vâng, sản phẩm thì đã được anh Cường kiểm tra, anh Cường thẩm âm và sản phẩm, hai sản phẩm của buổi sáng. Vâng, chiếc chân kia là cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh, quay ngược vào trong nhé quý vị nhé. Vâng, phải thông báo thế, không hề khách hàng lại không biết. Vâng, địa chỉ của anh là B2 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, anh về cửa hàng thì rất là sớm. Vâng, còn vị khách tiếp theo là một vị khách đến từ Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương. Vâng, đây là chú Tuấn nhá. Quê vải đấy nhỉ? Nhà đâu? Gia Lộc. Vâng, chú sắm của cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh một chiếc lọc Victor SEA 70. Vâng, sản phẩm cũng được những khách hàng đã được test thử. Vâng, đây là tất cả các sản phẩm của buổi sáng ngày hôm nay trước khi rời cửa hàng Âm thanh Hạnh. Vâng, do cửa hàng này rất chật nên Âm thanh Hạnh cũng sẽ quay xa tất cả các sản phẩm. Vâng, cặp loa cốt 464 của ngày hôm nay của anh Cường đã lựa chọn bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh là một sản phẩm mà anh cũng đã theo dõi kênh của Âm thanh Đức Hạnh từ lâu. Vào buổi sáng thì đã được đón 3 đoàn khách đến từ 3 tỉnh thành khác nhau. Vâng, cửa hàng thì luôn cung cấp cho quý vị và các bạn bằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cửa hàng thì còn rất nhiều các sản phẩm. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, những vị khách thì đến cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì đều đồng ý với những sản phẩm mà quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Vâng, đã được ngắm trực tiếp và được chứng kiến những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn là những sản phẩm chất lượng. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết cặp loa Bose 464 và một chiếc lọc ma răng và một chiếc lọc Victor SEA 70 cũng đã có chủ vào buổi sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018. Vâng, cửa hàng thì xin chân thành cảm ơn những vị khách đã đến tận cửa hàng và thẩm âm những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích nhất. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.